Rất là nhiều quý bà con chúng ta hỏi mình là thúc cái cây sầu riêng bằng phân bón gì, kéo cái cây sầu riêng bằng phân bón gì. Thì hôm nay trên bàn của chúng ta có sẵn hết một cái bộ combo để giới thiệu cho bà con chúng ta. Thứ nhất là một cái can siêu dưỡng cây. Một can siêu dưỡng cây nó là một trong những cái dạng phân nước siêu dưỡng cây mình mới trút ra đây bà con. Mới trút ra quay phim cho bà con chúng ta xem này. Một can siêu dưỡng cây chúng ta cộng với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói Trico humic, chúng ta pha cho 2000 lít nước. Đây, pha cho 2000 lít nước, từ từ mình sẽ phân tích ra trong siêu dưỡng cây này nó có gì. Trời ơi, nó đậm đặc mà nó thơm cái mùi thơm. Nó thơm cái mùi thơm của fulvic, cái mùi thơm của amino acid của rong biển, của tảo biển, có fulvic, 17 loại acid amin có ở trong cái can siêu dưỡng cây này. Ngoài ra nó còn có đa lượng, có vi lượng, có trung lượng và bổ sung amino acid, bổ sung rong biển, bổ sung tảo biển có fulvic, giúp cho cây chúng ta nó sung mãn, nó tăng năng suất, nó bung chồi, cành nó mập khỏe, lá nó xanh dày, cải tạo đất, hỗ trợ phục hồi cây, giúp cho cây chúng ta nó có một cái sức mạnh, bung cái bộ rễ cực mạnh và hạ phèn cực nhanh. Một trong những cái sản phẩm mà bà con chúng ta hay áp dụng cho vườn nhà của mình để thúc cơi, để nuôi cơi, để nuôi cây, để nuôi lá, để hỗ trợ nuôi cái bộ rễ này, nó đầy đủ hết bà con chúng ta, không cần phải sử dụng phân bón NPK, không cần phải sử dụng phân bón hóa học, can siêu dưỡng cây này giải quyết hết đầy đủ ha bà con nha. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp trong cái bộ combo của nó là một can siêu dưỡng cây chúng ta cộng chung với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói humic Hoa Kỳ và hai gói Trico humic. Đấy, cái bộ nguyên cái bộ này có 1,2 triệu, chưa tới 1,2 triệu nữa mà nó được 2000 lít nước 10 phi bà con, mà 2000 lít nước 10 phi đó bà con, 1,2 triệu, tính ra 1 phi được nhiêu, 10 phi có 120 ngàn, trời ơi nó quá rẻ luôn, nó rẻ sao mà nó rẻ. Thì ở trong cái can siêu dưỡng cây này mình đã nói rồi, bây giờ trong cái bộ combo này mình nói thêm là cái humic Hoa Kỳ này là vừa có humic và vừa có vi lượng, thì humic kích thích cái bộ rễ, đó nó giải độc hữu cơ ở trong đất, và ngoài ra nó cộng thêm cái vi lượng nữa. Đó, cái điểm cộng ở đây là cộng thêm vi lượng đó bà con, cái điểm cộng ở đây là cộng thêm vi lượng. Rồi, vi lượng nó sẽ giúp cho đất của chúng ta, cây chúng ta nó có một cái sự hấp thụ của bộ rễ chúng ta, nó bền, cây chúng ta nó bền. Rồi, ở trong cái bộ combo này chúng ta không thể nào bỏ qua được cái Trico humic. Thì vậy cái Trico humic nó có nhiệm vụ gì? Đã có humic Hoa Kỳ rồi, có Trico humic làm chi nữa? Thì cái Trico humic này á, nó có Trichoderma, và ngoài cái Trichoderma ra nó còn bổ sung thêm lợi khuẩn nữa, có Bacillus nữa, có Azobacter nữa, có Lactobacillus nữa, có Saccharomyces nữa, em đọc tiếng Anh ghê không bà con. Là một trong những cái sản phẩm mà rất là nhiều quý bà con chúng ta đã ứng dụng nhiều năm trong các cái bộ phân bón, có thể hòa trộn chung và rất với rất là nhiều thứ. Thì trong này có humic và có thêm lợi khuẩn Trichoderma, Bacillus, có thêm cái hệ vi sinh của nó, nó giúp cho cái đất chúng ta tươi xốp, phân giải chất hữu cơ và bảo vệ bộ rễ chúng ta không có bị tiến trùng, không có bị nấm Solani. Có Trichoderma, có những cái con vi sinh có lợi thì nó sẽ quýnh mấy ông có hại ha, nó quýnh mấy ông có hại. Thì hai gói Trico humic, hai gói humic Hoa Kỳ cộng với một can siêu dưỡng cây là chúng ta có trong một cái đủ bộ, cái bộ gọi là combo của chúng ta, pha cho 2000 lít nước. Rồi, nhiều bà con cũng hỏi vậy ở trên lá thì phun cái gì, ở dưới gốc có rồi. Chúng ta phun là 7 ngày chúng ta phun một lần để chúng ta thúc cơi. Cái nghệ thuật ở đây là chúng ta thúc cơi, chúng ta hiểu được cái cách chúng ta kéo cơi. Đã cơi chúng ta mà nó vừa nhú ra như thế này thì bắt buộc là chúng ta quản lý rầy. Quản lý rầy ở trên là cái điều đương nhiên bà con, và chúng ta kéo hỗ trợ kéo đọt luôn, thì có cái rồng xanh kéo đọt ở trên. Ở dưới gốc chúng ta quất như thế này, là ở dưới gốc chúng ta quất một siêu dưỡng cây cộng với humic Hoa Kỳ cộng với Trico humic này, ở trên chúng ta quất cái rồng xanh kéo đọt. Đấy, ở trên chúng ta quất cái rồng xanh kéo đọt, thì khi chúng ta hỗ trợ phun kéo đọt nó rất nhanh và hỗ trợ cho nó mở lá nhanh nữa. Đấy, nó kéo đi cái đọt và nó mở lá nhanh, để cho nó làm gì, để cây của chúng ta nó sung mãn, nó mở lá thì nó nhanh già bà con. Nó nhanh già thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó quang hợp và nó đưa vào nó nuôi cây. Còn mà những cái lá non như thế này là nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ nó báo cơm thôi, nó không có nhiệm vụ gì hết đó, nó đi cơi thôi. Khi nào lá già nó mới có chức năng, lá lớn nó mới có chức năng là quang hợp. Đấy, mới nuôi cây, nuôi đưa dinh dưỡng vào nuôi cây. Thế nên ở trên chúng ta phun cái rồng xanh kéo đọt. Chúng ta phun cái rồng xanh kéo đọt
để làm gì? Để nó kéo cái mạnh cái cơi ra, kéo đọt nhanh lên và bung cái chồi cực kỳ nhanh và mở lá nhanh. Đấy, mở lá nhanh để chúng ta phun cho nó mở lá, nó kéo cơi chúng ta phun. Và khi mà bà con chúng ta kết hợp chúng ta phun như vậy á, thì chúng ta cộng với cái mạnh tướng diệt rầy luôn. Làm sầu riêng mà bà con chúng ta hiểu là trồng sầu riêng mà, cái vấn đề rầy nó rất là quan trọng, rầy nó cực kỳ quan trọng. Đây, nếu chúng ta không quản lý được đó, gần như là chúng ta thấy mất đi một nửa phần trăm công lực á. Rầy nó đánh văng cái lá non, rầy nó đánh quẹo cái lá non, rầy nó quất luôn cái lá non chúng ta không còn. Thì rầy nó sẽ xâm nhập vào cái thời điểm nào? Đây, cái thời điểm này là nó ưa xâm nhập nhất là nó phào, nó đẻ trứng. Nó đi ngang, nó chích, nó bu lên, nó chích hay là theo mỗi cơn gió. Rầy là một cái đối tượng di cư, nó di cư theo những cái luồng gió và di cư theo cái dịch thải. Thì nhà bên kia ổng phun xong hơi, nó bay qua vườn nhà bên mình. Nó qua nó chưa phá đâu, nó qua nó đẻ, nó bu rồi, nó chích, nó hút rồi, nó đẻ trên này, nó đẻ hết ở trong cái này. Xong rồi cái dòng đời của nó, 15 ngày sau, 10 ngày sau, cái nó lòi cái đầu ra, cái lá của mình nó cũng lớn lớn một chút xíu. Cái là con rầy nó lòi ra, cái là bắt đầu nó cắn, nó phá, nó làm lũng lá, nó làm quẹo lá, nó làm cong lá. Thì ba con nào mà trồng mấy sầu riêng mà chắc là trồng khoảng 2-3 tháng hoặc là 6 tháng bà con thấy cái hiện tượng nó khá là nhiều. Đấy, bà con chúng ta mới đầu chưa quen, chưa quen, chưa thấy nó nhiều. Nhưng mà khi mà cây chúng ta nó bị nhiều rồi mới táo quả, ủa nó bị gì? Rầy là một trong những cái đối tượng mà thực sự rằng là nó khá là đau đầu. Nhiều bà con chúng ta thắc mắc về cái rầy đó, thì hôm nay cũng nhân tiện làm cái bộ combo này thì sẵn luôn nói về rầy luôn. Đây là cái mạnh tướng diệt rầy, một trong những cái sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Cái sản phẩm này nó giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta là sạch rầy, nó tiêu diệt cái rầy và cả rầy ung trứng, chống lột xác, rầy lớn, rầy cám, rầy nhỏ, rầy bí gì cũng ngủm củ tỏi hết. Nó là một trong những cái sản phẩm mà bà con chúng ta ưa dùng nhất, tại vì nó không có kháng thuốc, xịt vô là ngủm củ tẻo, cái dòng đời của con rầy nó ngủm liền. Xịt một cử hai cử là nó ngủm liền. Thì thường thì bà con chúng ta canh chúng ta xịt đó, khi mà cưa đọt nó còn non như thế này nè, là 7 ngày bà con chúng ta phun một lần, thì nó ngủm mất củ tẻo, nó không có sản sinh ra cái dòng đời mới nữa, thì nó sẽ không kháng thuốc. Thực ra kháng thuốc là sao? Thì nó thay đổi cái ADN của cái dòng đời của nó. Thí dụ như phun nó dị tật, nó thay đổi ADN để nó kháng thuốc, nó vượt qua đó bà con. Nhưng mà phun nó ngủm củ tẻo mất rồi, nó không còn con nào để nữa mà kháng thuốc. Muốn kháng thuốc là phải còn vài con để kháng, nhưng cái này là phun là ngủm. Nên bà con chúng ta thấy rằng cái gói này đó là pha cho một phi nha bà con. Cái gói này pha cho một phi. Cái gói này hình như là cũng 100 ngàn hay trăm mấy ngàn quên rồi. Còn cái chai rồng xanh kéo đọt thì còn trăm nguyên cái bộ combo như thế này, cả rồng xanh kéo đọt, cả với siêu dưỡng cây, cộng với cái khu mít này là chúng ta khoảng cỡ đâu, cỡ 1 triệu mấy, 1.1, 1.2 triệu cỡ đó. Khá là rẻ, rẻ quá rẻ, trời rẻ luôn mà được 10 phi nữa. Bà con chúng ta thấy. Rồi, thôi thì một cái video cũng chia sẻ cho bà con chúng ta, nói cố gắng là nói nhanh, nói gọn nhưng mà cũng đầy đủ ý nhất. Chứ mà nói phớt phớt thì cũng không được nha bà con. Nói mà nói qua thì cũng không được. Nên thôi thì có gì đó bà con chúng ta chịu khó coi nó hơi dài dài chút, thông cảm nha. Còn bây giờ thì mến yêu bà con chúng ta, chúc bà con chúng ta sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Bye bye bà con nghe, bye bye bà con dãy nghe bà con.